các bạn thấy không, mái trồng mái đấy, xếp riêng với nhau đấy, như là cái mái chùa của cái dễ vùng cái dễ đồng bằng Bắc Bộ của mình. Đấy, đặc biệt đây là có cái cây cây đại, một trong những cái kiến trúc tiêu biểu kiến trúc. Các bạn nhìn đây là cây gạo này, đấy cây gạo trên cái trục đường đây này, Trần Khánh Dư đấy, thấy không? Nói đến cái viện bảo tàng lịch sử to ra nói đến hai cây gạo đây, và các bạn nhìn mộ chum lầm các bạn ạ, mộ chum lầm văn hóa Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Nam. Ở quê thì nhà con ở đâu? Có ở gần đấy không? Mộ cái gì đấy? Phật giáo. Đây, ở Nguyễn Trãi này. Đánh tiếng chuông tiếng thánh ở đây. Kinh dùng trong trận chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên này trên sông Bạch Đằng năm 1288 này. Đấy, kỹ. Đấy, các nhìn rõ đấy, mình quay ra đi. Đóng cái con Nguyên Mông còn đánh sang đến Hungary. Đánh sang tới Đức này, mét chín, đánh sang cả Thổ Nhĩ Kỳ này là một mét, đánh sang Syria này một mét bảy tư, đánh vào các bạn ạ, nguyên bản này các bạn, các cái vừa rồi các bạn xem đấy, đây các bạn nhìn đây là chạm đây, bóc vừa ra rồi đây này, đây bong này, cho quay cái này, đấy nhìn nó bong cái này cơ mà, đó, đây cái viên gạch này vẫn là viên gạch từ cái thời Hà Huy Hà Nội Vlog, xin chào các bạn. Bây giờ là 15 giờ kém 15 phút chiều ngày 8 tháng 1. Thì hôm nay là tôi quyết định là đưa các bạn tới thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thế hiện giờ là tôi đang ngồi ở cái ghế ở cái vườn hoa đối diện cái Viện Bảo tàng. Các bạn ạ, vị trí của Viện Bảo tàng thì là nằm ở vị trí là số 1 cái con phố Tràng Tiền đây, điểm nối với cả cái tuyến đê Hữu Hồng, cái trục đường Trần Quang Khải, qua đường là sang bên kia là các bạn thấy là đường Trần Khánh Dư. Thì nói qua các bạn là về cái không gian của cái Viện Bảo tàng Quốc gia này thì xưa nơi đây thì được gọi là thời Pháp thì gọi là Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Đấy, do người Pháp thành lập từ năm 1932 các bạn ạ. Đấy, với cái mục đích là sưu tập các cái cổ vật văn hóa của các nước Đông Nam Á cũng như là các nước Đông Á, là sưu tập về nơi đây, về cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Nhưng mà trong cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ thì có dành một cái không gian cho cái Viện Bảo tàng. Thế thì cách mạng về năm 1945 thì qua cái 9 năm kháng chiến chống Pháp, thì tới năm 1958 thì người Pháp chính thức bàn giao cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ cũng như các cái cổ vật của cái Viện Bảo tàng này cho cái chính quyền cách mạng của mình, và từ đó là lập nên cái Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thì như vậy là cái tuổi đời của Viện Bảo tàng Quốc gia các bạn ạ, là từ năm 1958 tháng 9 ấy, năm 1958 tới giờ là hơn 66 năm. Thế tí nữa đi vào bên trong thì là tôi các bạn sẽ xem qua về cái phần kiến trúc. Thế nhưng mà như được tôi biết thì về cái phần kiến trúc thì là người Pháp là đã thiết kế cái không gian kiến trúc này là năm 1925, có nghĩa là gần tròn 100 năm nay rồi, và xây dựng 7 năm thì tới năm 1932 thì đưa vào hoạt động. Thế còn kiến trúc sư là ông Hepraap, thì ông là nhà kiến trúc sư cũng như là nhà khảo cổ học, ông người Pháp thì là một trong hai cái tác giả làm nên cái đồ án kiến trúc quy hoạch của Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngày nay. Cái thời Pháp gọi là cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ đấy. Thế ông Hepraap, các bạn ạ, kiến trúc sư Hepraap thì là
ông sinh, nếu tôi nhớ không nhầm là ông sinh năm 1875 và ông ấy mất năm 1933 tại Paris, Pháp. Ông cũng là cái tác giả của cái nhà thờ cửa Bắc đó các bạn. Nếu các bạn thấy không, cái kiến trúc của cái nhà thờ cửa Bắc về cái mặt khuôn hình kiến trúc cũng tựa như là cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ này, là một trong những cái công trình kiến trúc là được coi là tiêu biểu của kiến trúc Đông Dương. Kiến trúc Đông Dương là cố gắng lấy những cái nét của tinh hoa của kiến trúc Pháp hòa trộn với cả kiến trúc bản địa. Đấy, nếu như theo như cái khả năng hiểu biết của tôi thì tôi thấy này, là về không gian quy hoạch là theo tư duy của người Pháp, hệ thống khung mái, cửa sổ, cửa ra vào. Thế nhưng mà cái về cái vấn đề cái phần mái thì cái mái chồng thì như các cái kiến trúc của cái đình chùa của cái xứ Đông Dương mình, đặc biệt là cái đình chùa của kiến trúc của cái đồng bằng Bắc Bộ của mình. Là bây giờ là tôi với các bạn là sẽ cắt qua cái con phố Tràng Tiền này nhé. Đấy, để đi vào và tham quan cái viện bảo tàng lịch sử. Thế với tôi thì đây là cũng là những cái kỷ niệm là cái năm 2000 các bạn ạ. Thế tôi thực hiện cái đồ án thiết kế cái phần đường D Hữu Hồng này. Đấy, từ cái dốc Vĩnh Tuy về cửa khẩu An Dương đấy, cái đường trục tuyến đó. Thì cái lán công trường Đại Bản Doanh họp với cả ban quản lý 401 ở bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ở đây này. Nên là thường xuyên là chúng tôi tới công trường, là tới nơi đây. Đấy, và buổi trưa thì ăn cơm bụi ở trong cái sân sảnh của Viện Bảo tàng Lịch sử. Thế nhưng mà để bước vào cái Viện Bảo tàng Lịch sử này, lần này là lần thứ hai các bạn ạ. Lần đầu là tôi tới là hồi đi tham quan cấp 1. Như vậy là cũng cách này là cũng phải đến 1/2 thế kỷ rồi, 50 năm rồi. Nên hôm nay mà cùng các bạn mà có bước vào Viện Bảo tàng Lịch sử thì cũng là tròn chèm đến 1/2 thế kỷ đấy các bạn. Đến năm 2000 là cách đây là 24 năm thì là chỉ có quanh quẩn ăn cơm bụi ở cái quán cơm bụi ở cái sảnh trong này thôi của Viện Bảo tàng Lịch sử đấy, nhưng mà đâu có cái thời gian để vào Viện Bảo tàng Lịch sử đấy các bạn nhớ nhé. Đây là một góc, ngay góc cái con phố Tràng Tiền, số 1 Tràng Tiền, giao nhau với cả Trần Quang Khải mà nối tiếp là Trần Khánh Dư. Đấy, bây giờ là tôi với các bạn là sẽ đi vào bên trong. Đấy, các bạn nhìn thấy cái dòng xe. Đấy, người Pháp để lại không biết bao nhiêu cái công trình kiến trúc. Đi, tôi các bạn đi vào. Đây này, quay đây có cái chữ Viện Bảo tàng Lịch sử đây này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái dòng xe có 3 giờ vừa chiều thôi mà dòng xe xuôi cái trục D Hữu Hồng lớn như thế này. Vừa cắt qua đây. Đấy, phố Tràng Tiền đấy. Các bạn thấy không? Đây, đứng ngoài một chút đi. Đây, như các bạn nhìn không gian kiến trúc. Đấy, ở trên ấy, trên các bạn thấy. Đó là cái mặt mái, tám mái, hình bát giác đấy các bạn. Cái cạnh dài nhất là 11 mét. Cạnh ngắn chắc là chừng khoảng 3 mét, 4 mét. Đấy, các bạn nhìn sát sao vào bên trong này.
Đấy, các bạn thấy không? Mái chồng mái. Đấy, xếp riêng với nhau đấy. Như là cái mái chùa của cái vùng đồng bằng Bắc Bộ của mình. Đấy, đặc biệt đây là có cái cây cây đại này. Đấy, cây... Đấy, kể cả các cái chi tiết nhé, các bạn nhìn nhé. Đây, các cái chi tiết hoa văn ở dưới cái bậu cửa đấy. Đó, các cái chi tiết đây là các cái chi tiết mang nặng cái kiến trúc của phương Đông. Đây, đây vào đây. Cái này đông người đến không? Các toàn du khách em nhỉ? Người Việt mình có nhiều không? $40.000 một vé rẻ nhỉ? À đây. À đây này. Đặc biệt đấy nhá các bạn nhỉ, nhìn này. Đặc biệt ở trong đây này có hai cây gạo, một cây gạo rồi. Ở cái trục cái tuyến phố Tràng Tiền đấy. Đấy, tháng 5 mùa hoa gạo nở đây này, các bạn nhìn thấy cây gạo, cây gạo. Thế còn bên này là đây, nhìn cái gốc này, cái gốc cây si này. Đấy, tựa tựa viện viễn đông mắc cổ này, tựa như là đấy, quay cái hình mà cái rễ si nữa thả xuống đẹp không, một trong những cái kiến trúc tiêu biểu kiến trúc Đông Dương người Pháp để lại cho Hà Nội. Đây này, bao nhiêu du khách đến rồi, tôi với các bạn thì qua xem trước ở phía ngoài này. Cái này không nói gì. Cái ngoài đây là nói về kiến trúc thôi, khu nhà ở Kim Liên. Đấy, chính khu nhà ở Kim Liên này là có khu nhà ở Kim Liên này mới có cái bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đấy. Tôi đứng lên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời xa xa rồi bài này. Đây là sân vận động quốc gia. Việt Nam. Thì là sân vận động quốc gia. Ở đâu đây? Mỹ Đình à? Đây khu nhà ở Bắc Thăng Long, đây là cái kia về vấn đề kiến trúc thôi. Ở đây. Tiếp biến kiến trúc cảnh quan đô thị của cầu Long Biên. Mang đến mô hình cộng sinh con người với di sản. À đây là các cái đồ án theo cái ý tưởng thiết kế của các kiến trúc sư trẻ. Thôi đi, chú cháu mình vào. Đây này. Nam ơi, nhìn hay không? Đầu rồng này. Đây. Đấy, đúng là lịch sử chưa? Đây bên này, đầu rồng. À, còn sang bên này, sang bên này một chút đi. Đây này các bạn nhìn này. Đây là cây gạo này. Đấy, cây gạo trên cái trục đường Trần Khánh Dư đấy. Đấy con. Nói đến cái viện bảo tàng lịch sử quốc gia là phải nói đến hai cây gạo này. Đây, và các bạn nhìn này. Đấy, như vậy là xây dựng từ năm 1925 tới năm 1932. Thế như là gần trăm năm nay rồi.
trừ lùi đi thì là được là 93 năm này. Đấy tuổi thọ. Đi vào bên trong. Đấy quẹt đấy đi. Hai người. Đây nhìn đây. Trời ơi, nhìn cái tầng mái này. Nhìn này án chừng lại cao đến 20 mét. Đỉnh cao 20 mét. Đây tôi các bạn vào tầng 1 nhé. Đây tầng 1 là Việt Nam từ thời dựng nước đến triều Trần. Đấy, đến triều Trần là thế kỷ thứ 13. Từ thời kỳ dựng nước đến triều Trần. Đây đầu tiên vào đây. Thời dựng nước đây. Thời dựng nước từ nước Văn Lang này, Hùng Vương này. Thời Văn Lang là có 15 bộ lạc. Kẻ Triềng, người Hùng Vương, Lạc Tướng, Lạc Hậu. Đây là thế kỷ thứ 7 trước công nguyên tới năm 2008 trước công nguyên. Thì cái quốc hiệu, cái nước Việt của mình là nước Văn Lang. Có một phong châu, quốc hiệu là Âu Lạc. Đây các bạn nhìn đây này, hình ảnh của đền Cổ Loa đấy. Đây thời kỳ Âu Lạc tôi đọc luôn các bạn. Đầu tiên là thời kỳ Âu Lạc năm 257 đến năm 208 trước công nguyên. Như vậy là thời kỳ Âu Lạc là được 49 năm. Quốc hiệu Âu Lạc gồm có hai thành tố Âu và Lạc phản ánh sự liên kết, kết hợp giữa dân cư và lãnh thổ của nước Việt. Đấy ngày đó là cái văn hóa Đông Sơn. Cách đây là tới 2.500 năm. Đây là cái tháp này, nhầm. Đây mới là cái tháp này các bạn. Đây là cái tháp. Đấy cũng có cái sự hòa trộn giữa Viện Bảo tàng Mỹ thuật với cả Viện Bảo tàng Lịch sử ở đây. Đấy. Về mỹ thuật mà về cấu trúc lịch sử thì cùng một cái địa chỉ đây. Bản dập hoa văn trên mặt trống đồng. Tôi còn sang bên này. Thôi. Thôi vào đây. Vào đây. Đó. Đây là trung tâm này. Trung tâm là trống đồng. Đấy các bạn thấy ổn không? Đây nhìn này. Đây là trống đồng Hoàng Hạ nhé. Văn hóa Đông Sơn cách đây là 2.000 đến 2.500 năm. Đây đường kính đây. Người hóa trang nhảy múa đánh trống đồng, chim lạc ngược chiều kim đồng hồ đây. Đây là trống đồng. Đây là chim lạc đây. Đấy quay rõ cái chim lạc. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Đây là con chim lạc này. Đấy. Quay ngược chiều kim đồng hồ. Hôm nay là các cháu vào tham quan. Đây các bạn này. Đây này to rồi. Nhìn này. Mộ Chum Lầm các bạn ạ. Mộ Chum Lầm văn hóa Sa Huỳnh thuộc tỉnh Quảng Nam. Ô. Mộ bằng chum lầm. Cao 1m1. Đường kính này 72 phân. Con ở trường nào? Con ở trường nào? À con ở trường Tứ Liên à? Đó xem nào. Tứ Liên. Thế học lớp mấy? Học lớp mấy? Học lớp 6 ạ. Học lớp 6 phổ phao biết nhỉ? Học lớp 6 phổ phao. Đây sao bên này? Đi được xe rồi thế nào là sao?
ổn ghê. Đây, bằng đồng hết đấy các bạn thấy không, đồng với màu xanh này. Giáo này, dao găm đấy, các cụ dùng giáo dao găm. Còn ở phía trên này này, phía trên này là ô, là như cái giáp che ngực đây, cái miếng giáp che ngực đây. Còn đây là một số cái cán rìu của đây. Có lẽ thôi đi lên tầng 2 đi, đây ổn quá, đi lên tầng 2 chúng mình lên tầng 2. Đây là chỗ đây, của Pháp làm kỹ không? Tuyệt vời này, nhìn cái hoa văn này. Đấy, ông nào mà bây giờ mà xây cái biệt thự và làm cái cầu thang như thế này vào đây mà học. Nhờ, nhất luôn. Học trường gì? Con học trường gì? Học trường trung học cơ sở Tứ Liên ạ. À, vẫn học được trường Tứ Liên à? Thế con học lớp 6 à? Đúng rồi. Con chú Tu à? Lớp 6 chú. Đây. Ây da. Trường Tứ Liên mặc đồng phục màu đỏ. Này chú hỏi này, thế vào viện thảo tàng này thì cô đã giới thiệu rồi cái gì? Dạ giới thiệu về Lăng Đông Quân ạ. À, về Lăng Đông Quân cái gì nữa? À. Lăng Đông Quân có giới thiệu về Âu Cơ không? Có. À. Đẻ ra gì? Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra gì? Hả? Đấy, ghi lại cho các cháu đấy. Tưởng thoát được các cháu rồi, các cháu ở bên đây. Đây này, để quay tượng này. Tượng voi này, đây là bản phục chế này. Đá triều Lê Sơ, thế kỷ thứ 15. Ở Thanh Hóa này. Cái này ở Thanh Hóa đấy. Đấy, ở Thanh Hóa. Cái này trang phục chế này. Này, cũng phục chế hết. Quay ở ngoài này, lấy cho toàn cảnh này. Bia Vĩnh Lăng chiều. Ờ. Rồi. Yeah. I know. Hay quá. Đăng ký đi. Đấy, tên là gì? Con tên là An à? Thế nhà con ở đâu? Con học ở Âu Cơ thì nhà con ở đâu? Có ở gần đấy không? Cái gì đấy? Này, ở Nguyễn Trãi này. Nên nó tản mạn này. Đây còn Nguyễn Trãi này. Hiệu Ước Trai, quê ở làng Nhị Khê, Hà Tây này. Đấy, tiến sĩ năm Đỗ Khoa Canh Thìn đây. Quay cả cây. Nguyễn Trãi có đẹp. Đấy này, ngoài này. Khởi nghĩa Nam Sơn đây. Đấy, đấy cô cháu đấy. Từ Thanh Hóa Nam Sơn đây. Đấy, Lê Lợi cùng 18 người trong lễ thề Lũng Nhai năm 1416. Có Lê Lợi, Lê Lai, Lê Thuận, Lê Văn An này, Lê Văn Linh này. Đấy, cái đường phố Lê Văn Linh bây giờ biết chưa? Hà Nội đều có đây. Đấy. Đây còn đây là gạch thông gió, trang trí rồng.
Đấy, thời là thời Lê Sơ, thế kỷ thứ 15. Trên này thế kỷ thứ 15 đấy. Hay quá. Ui, được lên YouTube rồi. Ờ, cuối lên rồi sao? Hay quá. À, thế này, đây, đây, bỏ lại. Có thích không? Có thích không? Có. Dạ. Vô thư. Ôi này đi một cười. Không gì. Hay không? Đây, nào ghi cái này đi. Đây là một trong những ai cũng thuộc cái này. Trích dịch của cái bình ngô đại cáo đây. Của Nguyễn Trãi đây. Như nước Nam, như nước Đại Việt ta từ trước, vốn sinh nền văn hiến đã lâu. Bờ cõi sông núi đã riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải Đinh Lý Trần, nối đời dựng nước, cùng Hán Đường Tống Nguyên tương ứng đấy. Đều chủ một phương, tuy mạnh yếu có lúc khác nhau mà hào kiệt không bao giờ thiếu. Đây còn ở dưới này. Đấy các bạn thấy không? Đấy bao giờ cũng vậy. Giữa cái lịch sử, mỹ thuật, văn hóa đi gần với nhau nên đâu ra là bao giờ các cái biểu đạt này. Đây là các đồ cổ này. Đầu rồng, ngói trang trí rồng đều thời Lê Sơ hết các bạn ạ. Đây nhìn kỹ đi. Đấy, chậm. Tinh tế. Hay không? Thế ông đặt tên video là gì? À đấy thì vào hồi cái bạn nào đấy. Có bạn nào? Video thì để khi nào ông vào xem. Đâu thì có ấy không? Có ấy không? Hà Huy Hà Nội Vlog. Nhưng mà máy con ông thì kỳ rất thế phải viết nó vào. À, ông thế ông đặt gì? Hà Huy Hà Nội Vlog. Hà Huy. Hà Huy Hà Nội Vlog. Hà Huy. Hà Huy Vlog. Ừ, Hà Huy Hà Nội Vlog. Có nhớ không? Đâu có nhớ. Hà Huy về lắm. Hà Huy Idol. 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 Hà Huy Idol. Hà Huy Idol. Đây, Nam ơi. Đây, ghi cái này đi. Đây. Thuyền đây. Đây, thuyền đây. Đây, con đã được vào Idol nhá. Thuyền này là của chùa Keo đây này. Nhìn đây. Hà Huy Idol. Chú dẫn cháu đi đi. Không qua. Thế hôm nay đi đây. Đấy Nam ở đây. Đi vào đây. Ồ, vào đây. Đây này. Trên đây là toàn thế kỷ thứ thời Lê Sơ hết đấy. Thế đây là thời Lê Trung Hưng này. Thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18. Cái này ở chùa Keo Vũ Thư. Đây quay cả cái cảnh này. Đấy các bạn ạ. Đây là thuyền nhưng mà làm bằng gỗ sơn son thép vàng. Tại chùa Keo Vũ Thư Thái Bình đấy. À. Đây sang bên này. Sang bên này đây. Cũng đều thời Lê Trung Hưng hết. Đây chân đèn thời Lê Trung Hưng. Cái này là ở làng gốm Bắc Tràng đấy. Men dạn. Đây đỉnh trang trí. Đi tìm cái cọc bạch đằng. Đây. Đây này mô phỏng cái trận chiến Ngọc Hồi của Quang Trung này, Hoàng đế Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789. Đấy ở Ngọc Hồi. Trận Ngọc Hồi. Ổn quá không nhỉ? Đi ngẫu hứng rồi các bạn ạ. Đây, đời Cảnh Thịnh rồi. Lên tới là 5800. Quay ra, quay rộng ra mới nhìn được chứ. Đây, toàn bộ cái này nhá. Đây là trống này. Trống đời Cảnh Thịnh. Trống cao là 49 phân. Đường kính 49 phân và cao là 37 phân. Đấy, trống đời Cảnh Thịnh. Đấy còn trên này, trên là cái hình ảnh là Quang Trung đại phá quân Thanh
dùng từ là giải phóng Thăng Long đấy. Là cái trận đấy là cái trận Ngọc Hồi Đống Đa đấy. Đấy, cái lễ hội Đống Đa vào ngày 5 tháng Giêng. Đấy là năm 1789. Đây toàn bộ cái ảnh này. Hoàng đế Quang Trung. Đây còn đây. Đây các nhìn vào đây chi tiết đây. Bình hình ngựa và voi đều là thuộc thời Lê Trung Hưng hết các bạn ạ. Thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18. Đây nhìn kỹ. Đúng không? Đây này, thôi. Đây như là cái nắp đỉnh thôi, nắp đỉnh trầm hình nghê. Đấy các cụ. Phương to đây. Đấy nắp đỉnh trầm hình nghê. Đấy còn cái bộ ảnh này này, xa xa là cái bộ ảnh này này, bộ ảnh này là mình không nắm hết được. Toàn bộ cái bộ tranh này là cái bộ tranh là Thánh Cung Vạn Tuế, vẽ bằng giấy gió, vẽ màu trên giấy gió thời Lê Trung Hưng, thế kỷ thứ 18, tại đền Độc Lỗ, Nghệ An. Đấy cái bộ tranh là bộ tranh thờ. Bộ tranh thờ là như vậy là có là 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 bức tranh thờ đấy. 12 bức tranh thờ. Đây mô phỏng hết. Đây súng thần công này. Súng thần công này là dài là 1m37. Đường kính miệng này. Đường kính miệng là 18 phân rưỡi. Nặng 212 kg. Đúc năm Quý Sửu. Ô các bạn ơi, đây là niên hiệu Gia Long. Đúc năm Quý Sửu năm 1793. Đấy đúc con Quý Sửu năm 1793. Đấy khẩu thần công. Có nghĩa là cuối cái thời Lê, đầu cái triều Nguyễn. Đây còn sang bên này. Đấy bộ tranh này. Viện cơ mật triều đình Huế. Đấy là sang cái triều Nguyễn nhỉ. Kỹ vào của cái này đẹp quá. Đây các bạn ơi, vẫn còn rõ cái chữ người Pháp này. Viện cơ mật triều đình Huế này. Còn ở dưới đây là bức này. Còn bức dưới là bộ lại triều đình Huế. Bộ lại triều đình Huế đây. Đây các bạn nhìn không? Đấy, có cái ông quan. Không rõ là quan gì. Đấy mà ông nghe tấu mà ông nằm ở trên phản. Đây. Lễ này là lễ phụ mệnh. Không rõ lễ phụ mệnh là cái lễ gì của triều đình Huế. Lễ phụ mệnh. Đấy có những cái không thể hiểu được các bạn ạ. Đây còn đây dưới đây là bộ lễ của triều đình Huế này. Ồ, cái này đẹp nhỉ. Đây là bộ hộ triều đình Huế này. Bộ công. Có 6 bức nữa. Các bạn thấy không? Đây sang bên này. Tượng hộ Pháp. Đầu thế kỷ 20. Tượng hộ Pháp. Ba đầu. Đấy tượng hộ Pháp ba đầu. Ở giữa là Lưu Hương. Còn bên này tượng Bồ Tát. Gốm men ngà cũng cùng thời tương ứng đấy. Đây còn ở trên các bạn nhé. Trên là mâm trang trí phượng và hoa cúc. Đấy hoa cúc là hai bên xung quanh, phượng ở giữa đấy. Hai con phượng lồng với nhau ở giữa đấy. Mầm đẹp. Quá đẹp. Đây sang bên này. Rộng ra. Bản đồ nước Đại Nam.
thống nhất. Đây các bạn nhìn thấy rõ nhá. Đây, bạn, đây có cả Hoàng Sa và Trường Sa đây này. Đấy, rõ cả chủ quyền này. Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa này. Đấy. Ải Đông Quan, Biển Hồ là bên Campuchia này, cười đời thời đấy. Vĩnh Long, Đông Khẩu, Đông Khẩu là bây giờ là thuộc vùng đất là Hà Tiên ạ. Ninh Thuận, Cam Linh, Cam Linh bây giờ là Cam Ranh, Bình Định, Quảng Nam có hết, Nghệ An, Quảng Trị, Kinh Thành này, Huế, đấy có cả Cửa Tùng, Tùng Dương, Nhật Lệ có hết. Đấy còn trên này, Đông Quan, Nam Quan, Ải Nam Quan đấy. Thái Nguyên sang tận Vân Nam Trung Quốc. Đấy, đi xa, nhìn xa ra, nhìn tổng thể đấy. Đấy, toàn bộ cái bản đồ nước Việt mình xưa đấy, có cả Phú Quốc này. Đấy, có cả Phú Quốc này. Các bạn thấy không? Đấy, còn dưới đây nhá. Súng. Súng này cũng là của triều Nguyễn thời Minh Mạng. Đây, thời Minh Mạng thứ 12, năm 1831. Đây, thời Minh Mạng. Đây các bạn thấy súng ngày xưa này, các bạn tiết thì nhìn này. Ôi dồi ôi, trông súng ngày xưa như cái ống điếu ấy nhỉ. Đây có mỗi bao nhiêu, 6 viên. Yeah. Nghề đẹp không? Sư tử đồng thế kỷ thứ 19, tinh hoa chưa này, kỹ vào này, nhìn quay kỹ vào, quá đẹp. Đây đặc biệt là cái đuôi sư tử này. Đấy, các cụ mình là một nhà điêu khắc đại tài. Đây nhìn hoa súng nhỏ này, là điêu khắc này, các cái hoa văn này. Cứ nói đâu. Đây còn đây các bạn nhé. Đây toàn bộ là bây giờ đây vẫn còn nguyên cái hình ảnh của cái điện này, điện Thái Hòa. Trong kinh thành Huế, Phú Xuân Huế đầu thế kỷ 19 là kinh đô của nước Đại Nam. Đấy các bạn nhìn vừa rồi là có cái bản đồ nước Đại Nam này. Được xây dựng vào thời các chúa Nguyễn và thời Tây Sơn. Kinh thành Huế có quần thể kiến trúc đấy. Ngày nay cố đô Huế đã với thành quách, cung điện, đền đài, lăng tẩm, miếu, đình chùa đang được nhà nước và nhân dân tôn tạo và trở thành cái di sản của UNESCO công nhận năm 1993. Đây là gạch men vàng xanh triều Nguyễn. Đấy, tới đây thì thấy chưa, đây này, cái toàn bộ đây là cái hình chụp của kinh thành Huế năm 1932. Đây kỳ đài đây này các bạn này, đường ngoài này, đây cổng ngõ môn đây này. Đấy, vào đây là điện Thái Hòa đây này. Đấy, toàn bộ. Đấy, và bây giờ cứ nhìn cái bức hình này là thấy là kinh thành Huế là bây giờ là không còn được trọn vẹn như thế này, không bao giờ mới phục hồi được. Còn ở dưới đây, lễ cái tế đền Nam Giao là vua Nguyễn cầu mưa thuận gió hòa đấy, đất nước thái bình ở cái đền Nam Giao này. Sang bên này. Đây. Bên này là
các cái tượng Quan Âm Bồ Tát, gỗ sơn son thiếp vàng đều triều Nguyễn hết. Đây các bạn, tượng nhỏ đẹp ghê nhỉ. Mà tôi nhìn cái màu sắc thì toàn là cái màu sắc cơ bản. Đây màu đỏ này, màu xanh, màu vàng, màu đen, màu trắng. Đấy, tựa như các cái màu của cái bức tranh, dòng tranh đồng hồ. Đây. Tượng này là tượng trầu. Đều là tượng thờ hết đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Đẹp không? Trông cái đầu như là đầu chú Tễu ấy. Ngồi trên cái gốc cây đấy. Đây, còn đây là đồ khảm trai. Đấy, đồ khảm trai thì xưa cái đất Thăng Long của mình là chính là có cái phố Hàng Khảm đấy. Đấy, phố Hàng Khảm. Bây giờ là trở thành, đổi thành là phố Hàng Khay. Đúng không? Đây là khảm trai này, tinh túy này. Đây, hộp khảm trai triều Nguyễn dùng trong sinh hoạt. Ý, bây giờ mà có được cái hộp này thì nhất nhỉ. Còn cái gì bằng. Đây còn ở trên nhá, cuốn thư có hai chữ là chữ đan thư, gỗ sơn son thiếp vàng. Đây, thiếp vàng đấy các bạn ạ, cũng khảm trai. Đan thư. Đấy, đan thư. Đây, sang bên cái này. Có này không? Đây được gọi là mõ có quai rồng trầu các bạn ạ. Sao gọi là mõ nhỉ? Mõ có quai rồng trầu. Ồ, cái này lạ nhỉ. Cái này không rõ được. Dùng trong nghi lễ Phật giáo triều Nguyễn thế kỷ thứ 19 và thế kỷ thứ 20. Ồ, cái mõ này là không rõ được cái công năng của họ. Đây, còn bên này là hộp đựng đồ lễ phục và sách kinh. Đấy, ngày xưa các cụ là tuyệt vời không. Đấy, còn đây là hai bên là hai cái vế đối thôi. Hai cái vế đối đây, xem đây là gì đây. Hoành phi, gỗ sơn thép, phiên âm ở trên, những cái chữ phiên âm ở trên hoành phi kìa. Ngọc lộ y quan. Đấy, ngọc lộ y quan có nghĩa là dịch nghĩa đây này, giọt xương ngọc như ánh hào quang. Đây, ở trên đấy. Ngọc lộ y quan, giọt xương ngọc như ánh hào quang. Đây, bây giờ đấy, các bạn thấy có nhiều du khách nước ngoài đến thăm lắm. Bây giờ đang ồn ào, vừa lại đi ngược lại vào cái chỗ này cho nó. Đây, nó yên tĩnh đây. Đây, đẹp thật. Đây, Khánh Đồng. Khánh Đồng đây. Khánh Đồng triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Cảnh Hưng, thứ 33 là năm 1772, tại bên Kim Bảng, đất Hà Nam, chùa Viên Quan. Khánh Đồng này thì được gọi là nhạc khí dùng trong nghi lễ Phật giáo. Đây, có nghĩa là đánh vào đây này. Đánh tiếng chuông, tiếng khánh vào đây này. Đấy, rất tiếc là các bạn là chỉ có nhà sử học thì mới đọc được những cái dòng chữ này. Ở đây họ không ghi tên các cái dòng chữ. Đây, còn cái khánh trên nhé, tôi đọc cho cái khánh trên này. Đây, là cũng Khánh Đồng triều Lê Trung Hưng, niên hiệu Vĩnh Thịnh, thứ 15 vào năm 1719, tại chùa Bảo Cát, Vĩnh Lại, Hải Phòng. Đấy, cái khánh đấy là ở Hải Phòng đấy, xa xa tí đi. Đây, nhìn cả hai con rồng này. Trầu này là trầu mặt trời đấy.
Đấy các cụ ơi, các cụ đúc thế nào mà các cụ đúc được này nhá. Đấy, không đọc được năm cái chữ này, biết không, đều có ý nghĩa cả, mình đâu có biết, tiếc thật nhá. Đây còn cái khánh này nữa này, cái khánh này các bạn ạ, khánh này là niên hiệu Tự Đức thứ 13, năm Canh Thân, năm 1860, cũng là ở Vĩnh Lại, Hải Phòng. Chùa đây là chùa Bảo Cát. Đây, hai cái này là cùng một chùa đây. Đấy, một cái là đúc năm 1719, còn một cái là đúc năm 1860. Hai cái là cách nhau đến 140 năm. Đấy. Đây, sang bên này, tượng nghề xem rồi đúng không? Cái này làm bằng gốm ở Bắc Ninh, đồ thờ thôi các bạn ạ. Đấy, qua đây đi cái đoạn trên là các bạn thấy không? Hôm nay là vào đây thì giữa cái vai trò ý nghĩa của lịch sử với cả mỹ thuật là các bạn thấy nó tương đồng với nhau không? Gọi đây là cái viện bảo tàng mỹ thuật cũng được, mà ngược lại là viện bảo tàng mỹ thuật mà xem ở dưới cái tầng 1 thì gọi là viện bảo tàng lịch sử thì cũng được. Đấy, nên hôm nay là có những cái ngôn ngữ, theo tôi nhận thấy là có ngôn ngữ giống nhau đây, giữa cái vai trò lịch sử với nghệ thuật. Đấy, nghệ thuật giữa các cái thời đại đấy thì cũng là có cái tiếng nói lịch sử bên trong đấy. Thế bây giờ tôi với các bạn lại trở lại xuống cái tầng 1 và khám phá thêm nhé. Coi như là hôm nay ở cái tầng này là được rồi. Đây là cái gian nhỏ là dành cho triều nhà Hồ, là Hồ Quý Ly đấy. Trị vì có 7 năm thôi, là từ năm 1400 đến năm 1407. Đây, Hồ Quý Ly, niên hiệu là Thánh Nguyên. Đấy, năm 1400. Thế còn sau đó là Hồ Hán Thương, niên hiệu là Triệu Thành và Khai Đại. Đấy, cái triều nhà Hồ là thuộc cái đất tỉnh Thanh, đấy, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Đây, đây các bạn thấy nhá, đây là đầu Phượng, đất Nung của triều nhà Hồ, cuối Trần và đầu Hồ, thế kỷ thứ 14 và thế kỷ thứ 15. Đây, nhìn kỹ đi, bằng đất Nung ấy, họ không ghi kích thước. Đấy các bạn, bằng đất Nung. Đây, còn sang bên này một chút đây. Đây là đạn, cũng triều Trần và triều nhà Hồ. Đấy, dùng trong quân sự đấy. Ngày xưa các bạn bảo là cái khẩu thần bắn bằng đạn đá này, các cái viên đạn đá này, người chết được bao nhiêu người. Thế còn đây là tượng sư tử bằng đất Nung. Thế triều nhà Hồ với nhà Trần là cuối thế kỷ thứ 14, đầu thế kỷ thứ 15. Đây mà một trong những cái tiêu biểu nhất của cái triều nhà Hồ là phát hành tiền giấy. Đây, tôi đọc lại các bạn nhé. Mùa hạ tháng 4 năm Bính Tý, đó là năm 1396, bắt đầu phát hành tiền giấy, thông báo, hội sao, in xong hạ lệnh cho người đem tiền đến đổi. Cứ một quan tiền đồng, đây, quan tiền đồng ở dưới đây này, thì đổi lấy một quan, hai tiền giấy. Thể thức tiền giấy là 10 đồng vẽ rồng, đồng 10 đồng thì vẽ rồng này, đồng 30 đồng thì vẽ sóng, còn giấy 1 tiền thì vẽ mây, giấy 2 tiền thì vẽ rùa, giấy 3 tiền thì vẽ lân, giấy 5 tiền thì vẽ phượng, còn giấy 1 quan thì vẽ rồng. Giấy 1 quan là giấy to nhất thì vẽ rồng. Đây, còn sang bên này, tội ác của giặc Minh. Đây, giặc Minh thời Lê Lợi đấy. Sau 1 năm quân Minh xâm lược nước Đại Việt thì năm 1408, Trương Phụ tâu lên nhà Minh một số sản vật cướp bóc,
Ui, cướp bóc được tất cả là tới là 235.000 con voi, con ngựa và con trâu, con bò. 13 triệu 6 thạch thóc, người thạch là bao nhiêu? 8.670 chiến thuyền và 2.500.000, hơn 2.500.000 đồ quân khí. Hơn nữa là Trương Phụ còn cho bắt đến 9.000 người thợ thủ công, phường nhạc, thầy thuốc giỏi cùng phụ nữ trẻ em mang về Kim Lăng. Trong số đó có Nguyễn An. Ở đây, chính cái ông Nguyễn An các bạn, ông Nguyễn An là cái ông kiến trúc sư mà ông ấy cho tu sửa lại gọi là, đợt vừa rồi thì tôi đi sang cái cấm cung của cái thời nhà Thanh và thời nhà Đường ở bên Trung Quốc đấy. Đây chính là ông Nguyễn An này. Ông Nguyễn An này là quê gốc ở đất Sơn Tây. Ông Nguyễn An đấy. Trong số đó có ông Nguyễn An, một kiến trúc sư giỏi nha. Đây các bạn đã xem lại cái đầu phượng nhá, cái sự tinh xảo. Thấp xuống này các bạn nhìn thấy cái viên gạch chưa? Viên gạch trang trí đầu rồng. Đấy, chỉ có bằng đất thôi mà các cụ nhà mình dựng nên các cái tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu. Để sang bên này. Nghệ thuật Champa. Đây. Bìa Mỹ Sơn. Đây, nhìn rõ này. Đây, toàn tiếng là tiếng Chăm đấy. Chữ Chăm đấy. Thuộc cái vùng đất Duy Xuyên, Quảng Nam. Bia này được gọi là đá cát. Dựng năm 653 lịch theo lịch Champa đấy. Năm đó là năm 731. Được Champa. Cái kiến trúc Champa cũng đẹp. Đây tiêu biểu nhất kiến trúc Champa là cái này này. Đây chắc là dựng ngã này. Đây. Siva múa này. Thế kỷ thứ 12 ở tháp Mẫm, An Nhơn, Bình Định, đất Bình Định. Đấy. Mất cái mũi rồi. Mất cái mũi. Ồ sao bên này cũng được này. Đây chủ yếu đây là vào đây là các cái tác phẩm nghệ thuật các bạn. Các bạn thấy đẹp không? Cân đối đẹp không? Đây để xem vì sao lại chống hai bên nhá. Đây. Múa thôi. Tượng nữ thần Uma. Nghệ thuật Chăm. Đây cũng là nữ thần Uma nhưng mà mất đầu. Đây còn bên này cũng là tượng nữ thần. Tượng nữ thần hết. Đây trông cái này nhỉ. Bằng đất nung thế kỷ thứ 7. Trông cái đất này giống cái người tiền cổ nhỉ. Nhỉ, cái đầu này giống người tiền cổ nhỉ. Như là người Neandertal ấy nhỉ. Đúng không? Đấy, quay ngược cái này này. Đấy, đứng đây là gần nhất cái tháp. Cái tháp này ở ngoài đây, nhìn dưới các bạn này. 1, 2, 3, 4, đúng là bát mái. 4 mái và 4 góc. Đấy, bát mái mà quay. Đấy, người Pháp. Kiến trúc tuyệt vời. Bên này thoáng lắm. Đây, đi xuống đường này. Không nhìn thấy. Chú cho mình đi kiếm cái cọc bạch đằng nữa là xong đấy. Ngày xưa là chú vào đây là thấy hiện lên cái cọc bạch đằng. Mà bây giờ là không biết cái cọc bạch đằng nó nằm ở đâu. Tiêu biểu nhất ở đây là cọc bạch đằng. Các cháu về rồi yên lặng.
Cọc Bạch Đằng này không phải đây, cái thời này đi về vào trong này mới có cọc Bạch Đằng. Vào lại bên trong này có cọc Bạch Đằng. Thời dựng nước triều Trần. Quay lại, không thấy cọc Bạch Đằng. Không thấy đâu nhỉ. Để vào đây chú hỏi đấy. Đây, cọc Bạch Đằng đây. Không phải, không phải đây là cái thuyền. Đây là thuyền trống Đông Sơn. Đấy. Di tích văn hóa Đông Sơn. Di tích văn hóa Đông Sơn. Đấy, toàn bộ cái âu thuyền này. Không thấy vào Bạch Đằng đâu. Đây là mộ thuyền Châu Can tại Phú Xuyên, Hà Nội, khai quật năm 1974. Đấy, khai quật năm 1974. Ở đây cọc Bạch Đằng cái này. Đây, nào ơi. À không phải. Cột nhà sàn Đông Sơn. Văn hóa Đông Sơn. Nhìn đây tưởng cọc Bạch Đằng. Đó là cột nhà sàn để vào đây tìm cọc Bạch Đằng. Không thấy đâu nhỉ. Đây rồi, đây rồi. Đây. Đây, quay rộng ra. Quay rộng ra ta làm. Đây là đây chính gốc đấy. Chính gốc đây là cọc Bạch Đằng đây này. Đây đọc nhá. Cọc Bạch Đằng ở ngã ba sông Chanh và sông Bạch Đằng thuộc huyện Yên Hưng, Quảng Ninh, dùng trong trận chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên trên sông Bạch Đằng năm 1288 đây. Đấy, kỹ. Đấy các cụ nhà mình đóng cái cọc Bạch Đằng này. Ôi, cọc Bạch Đằng này các bạn thấy không, người đen xì rồi. Đấy, tồn tại đến nay là ngót 800 năm. Gần 800 năm rồi. Đây, cọc Bạch Đằng, quay lại cọc Bạch Đằng. Đấy. Đây. Thời này thì không thể bỏ qua Trần Quốc Tuấn được. Đây là hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn nhá các bạn nhé. Đấy. Ta cùng các ngươi sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan, ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ nhục triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, tháp mệnh hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét của kho có hạn, thật khác nào ném thịt cho hổ đói, giữ sao khỏi tai vạ về sau. Tha tưởng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt, chỉ giận không được ăn thịt nằm ra, nuốt gan uống máu quân thù. Tuy trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Đấy. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, một trong những cái bậc thánh của nước Việt mình đấy. Cái ngày giỗ ông là ngày 20 tháng 8 nếu tôi nhớ không nhầm, ở đền Kiếp Bạc. Này đi ra góc này. Đấy các bạn ấy vào đây là bên này cũng cọc Bạch Đằng đấy. Đây cũng tương tự đấy các bạn ấy, cũng tương tự như thế thôi. Bên này là ba cọc Bạch Đằng này. Ba cọc Bạch Đằng các cụ mình này. Nhưng cái hồi đó không nói là cái cọc bằng gỗ gì nhỉ. Không nói là bằng cây gỗ gì. Đây, đây là thể hiện cái mũi nhọn này. Mũi nhọn này. Đây nhá, xem lại các bạn xem lại nhá. Ba lần chiến thắng quân Mông Nguyên này. Ba lần chiến thắng quân Mông Nguyên này. Lần đầu là từ năm 1258.
thế 5285 không phải. Lần 2 là 5285 đến 5287. Và lần cuối cùng chỉ có 1 năm thôi. 2887 đến 1288. Nối vào với nhau. Đấy, 3 lần. Đây nhìn kỹ đây này. Ôi này, nhìn đây rất rõ này. Nước Việt mình đây nhá. Quân Nguyên, quân Mông Cổ đây. Chiếm nước Kim, Tây Hạ, Trung Quốc đây. Đánh vào Đại Việt mình. Đây, nhìn rõ đây, thì quay ra đây. Đây, quân Nguyên Mông còn đánh sang đến Hungary này. Đánh sang đến Đức này. Đấy, đánh sang cả Thổ Nhĩ Kỳ này. Đánh sang Syria này. Đánh vào Ấn Độ này. Kỳ không? Đấy, toàn bộ cái đế chế Nguyên Mông là đế chế lớn nhất. Đấy, đế quốc Mông Cổ bành trướng từ Á sang Âu. Đấy các bạn, là cuối cùng nó tận ngang đến tận Đức rồi này. Đấy. Không hiểu Lysenit là gì? Lysenit là gì? Đấy. Đây, còn đây là cái trên này là chính sách tuyển quân của cái nước Việt mình ngày đó. Người ta có nguyên là việc lấy quân không có số nhất định, chỉ chọn dân đinh nào khỏe mạnh thì lấy, cứ 5 người thì lấy 1 người. À, thấy cứ 5 người thì vào 1 ngũ, 10 ngũ thì là thành 1 đô. Chọn 2 người nhanh giỏi, dạy tập võ nghệ, khi nào có việc điều động thì gọi ra, khi không có việc trở về nhà làm ruộng. Đấy, như kiểu quân dự bị của mình bây giờ. Đấy. Đây, còn đây là toàn bộ cái trận chiến Bạch Đằng này này. Đó, quay lại toàn bộ trận chiến Bạch Đằng này, rộng ra này. Đây. Minh họa trận quyết chiến Bạch Đằng do chính là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn chỉ đạo, đánh tan 400 chiến thuyền và hàng trăm nghìn quân Mông Nguyên trên sông Bạch Đằng ngày 9 tháng 4 năm 1288, có nghĩa là đánh bại lần thứ 3 đấy. Các tướng giặc là Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ, U Mã Nhi bị tiêu diệt và bắt sống. Chiến thắng Bạch Đằng đã đập tan âm mưu xâm lược nước Đại Việt cũng như âm mưu bành trướng của đế quốc Mông Cổ. Đây, toàn bộ đây là cái bức này, bức sơn dầu đấy. Bức sơn dầu đây. Nhưng mà trận chiến Bạch Đằng đây này, cái cọc Bạch Đằng đây. Đấy các bạn thấy không? Đây chi tiết đúng không? Các cái cọc Bạch Đằng này. Đấy, ngăn thuyền trên sông Bạch Đằng đấy. Thế vừa đi vào tìm cái hội nghị Diên Hồng với cả cái sát thát con trời này có. Đây, vào đây. Ôi trời, đây, nhìn kỹ đi. Đây là các cụ khắc chữ đấy nhá. Đấy, các bạn thấy các cụ khắc chữ đấy, khắc chữ trên một cái cây gỗ đấy. Đây, tôi đọc cho nhé. Đây được gọi là Mộc Bài Đa Bối, gỗ của triều Trần, dựng năm Kỷ Tỵ. Đấy, năm đó là năm 1269, phát hiện vào năm 1962 tại Thái Bình. Đây là tài liệu về việc ban cấp ruộng đất. Cái gỗ này là cao là 2 mét, gần 2 mét rưỡi, 248 cm, và cái mặt rộng là 22 cm. Đấy, về cấp đất. Mục đích ở đây là cái tài liệu về việc ban cấp ruộng đất. Đấy, các cụ khắc lên trên cái thân cây. Năm 1269, cái niệm hai năm 1269. Đây, vào đây các bạn tiếp. Ở đây là các cái họa tiết thôi các bạn. Họa tiết của gạch lát nền trang trí cái hình hoa cúc. Đây, cái này thì độc đáo này.
cái gạch lát nền bên này này, đấy là cái cúc dây, hoa cúc dây. Ôi cái này cũng độc đáo này các bạn này. Đây cái chi tiết này, cái con hổ này, đấy có trang trí cái con hổ đấy, thấy không, đẹp không? Yeah. Con hổ mà các cụ đắp đền nhìn như con sóc. Yeah. Nhìn cái đuôi hổ các cụ làm như con sóc, cách điệu như con sóc. Sao này? Đây trận này nữa. Cũng là trận chiến Bạch Đằng, nhưng mà thời Ngô Quyền. Đây, mô hình trận chiến Bạch Đằng thời Ngô Quyền năm 938. Đấy, cái trước cái thời Ngô Quyền là mình là có bốn ông làm tiết độ sứ đấy. Khúc Thừa Dụ, Khúc Hạo, Khúc Thừa Mỹ. Đây, đây là trận. Ôi con khóc này, hay chưa? Cái này không rõ là cái gì. Triều Lý. Tượng Phật A-di-đà, ui dồi ôi. Cao 2m9, bề rộng này là 1m. 1m74. Các bạn ạ, nguyên bản đấy các bạn. Đúc. À, cái này là được là chạm khắc là năm 1057 ở chùa Phật Tích Tiên Du Bắc Ninh. Trời ơi, đây nhìn lại cái bức tượng này, Phật A Di Đà quá đẹp. Đây, thế còn cuối cùng là mình đây thôi, đến đây rồi mình xong mình xin phép mình đi ra được. Đây, trong này thì là cái Triều Lý là ở trong sau cùng đây là năm 1010 đến năm 1225. Như vậy là cái triều nhà Lý đóng đô là rời đô ra đất Thăng Long là tồn tại được là 115 năm. Thì nói đến Triều Lý thì phải có cái chiếu rời đô của vua Lý Công Uẩn và vua Lý Thái Tổ. Đây. Đây nhá, cái chiếu rời đô để các bạn này, nhìn kỹ đi. Cái này là có trong cái bức tượng của Lý Công Uẩn và Lý Thái Tổ mà ở cái vườn hoa Lý Thái Tổ đấy. Tôi đọc lại này. Thành Đại La ở giữa khu vực trời đất, có thế rồng cuộn hồ ngồi, ở giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện hình thế núi, sông sau trước, đất rộng mà bằng phẳng, chỗ cao mà sáng sủa, dân cư không khổ vì ngập lụt, muôn vật rất thịnh mà phồn vinh, xem khắp nước Việt, chỗ ấy là nơi hơn cả, thực là chỗ hội họp của bốn phương, là nơi thượng đô của kinh sư muôn đời. Đấy, nhìn kỹ cái gõm dạo ca cái chiếu rời đô. Đấy, cái chiếu rời đô này. Đấy, của Lý Công Uẩn. Đấy, cái thời đó cái nước Việt mình là có tên là quốc hiệu là Đại Việt. Đó. Tuyệt vời chưa? Đấy, đi, ra đây. Thế bây giờ là tôi và các bạn là sẽ đi ra ngoài. Đi. Tuyệt vời. Đây, chiến quân Tống là cái cuộc chiến quân Tống này. Năm 981. Đọc lại không? Đây có các Bạch Đằng này. Của vua Lê Đại Hành. Vua Lê Đại Hành, họ Lê tên Hoàn, chính là Lê Hoàn đấy. Người đất Châu Ái, Hoan Châu thì là Thanh Hóa. Còn Ái Châu thì là Nghệ An. Hình như Nghệ An. Đóng đô ở Hoa Lư đây. Đây chính là vua Lê Đại Hành đấy. Đánh quân Tống năm 981.
không gian đầy và trong đây thoáng đãng lắm. Người Pháp thiết kế hết ý này. Tuyệt vời. Không gì bằng. Tròn một tiếng này. Đấy, các bạn nhìn lại cọc Bạch Đằng nhé. Đi ra này. Tuyệt vời đi. Coi như là tròn một tiếng. Tôi các bạn là ngẫu hứng trong này thôi. Nhưng mà có một điều rõ nét nhất là tôi thấy là giữa cái lịch sử, mỹ thuật là có cái tiếng nói chung với nhau. Nơi đây. Mà vào đây các bạn là có hai tầng thôi. Hai tầng thôi mà không gian thì là không thoáng đãng ấy. Bây giờ tôi đi ra phía ngoài và tôi các bạn này, xem xuống cái chỗ cái tầng trệt nhá. Thì trước khi ra là cho các bạn này nhìn lại cái vòm. Gọi là hòm này, gọi là cái vòm bát mái ở cái bên trên. Kiến trúc của Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Chi là thờ thần cây đấy. Đây nhá các bạn nhìn nhá. Đây tôi giới thiệu các bạn nhìn nhá. Có cái tầng trệt 2,5 mét này. Xong lên không gian tầng 1 này. Không gian tầng 2 còn cái kia là mái vòm thôi. Đấy các bạn thấy không? Đấy, kiến trúc ở cái trục chính của nó là cái vòm bát mái này. Tám mái này. Đấy nhưng mà cái tầng trệt đây này các bạn đi vào được góc này đi. Đi vào góc này. Đi vào bên trong. Đấy. Cái tầng này là có 2,5 mét thôi các bạn ạ. 2,5 mét thôi, như cái tầng trệt, như cái tầng hầm. Thì là cái thời là 9 năm kháng chiến ấy, chống Pháp, mà khi mà mình về năm 75 về mình Cụ Hồ mà tuyên bố độc lập ấy, xong đó là 9 năm kháng chiến trường kỳ, thì toàn bộ cái cổ vật là được người Pháp là giữ gìn bảo quản ở cái chế độ ở dưới cái tầng trệt này. Xong rồi tới năm 1958 thì mới bàn giao cho cái nước Việt mình ấy. Các cái vừa rồi các bạn xem đây, các bạn nhìn đây, đây bóc vừa ra rồi đây này, đây bong này, cho quay cái này đấy, nhìn nó bong như này cơ mà đó. Đây cái viên gạch này vẫn là viên gạch từ cái thời Pháp xây này, năm 1925 đến năm 1932 đây. Song sắt này cũng là thời Pháp này. Đấy quay. Đây, còn những cái này đều có là của thời Pháp hết. Đấy. Đấy các bạn ạ. Mà sắp tới đây nhé, sắp tới đây là có cái dự án mà để trùng tu toàn bộ cái Viện Viễn Đông Bắc Cổ này. Trùng tu toàn bộ Viện Đông Bắc Cổ này. Mong sao mà trùng tu Viện Viễn Đông Bắc Cổ này mà phải làm được tốt như là cái năm 1997 ở cái nhà hát lớn. Tôi rất sợ là cái trùng tu Viện Viễn Đông Bắc Cổ xong lại làm nhá nhem không ra cái gì như cái việc trùng tu trong cái Đại Nội Huế này. Đây rồi tới mức độ nhìn thấy tổ ong nhá. Đấy. Hà Nội là có Bộ Văn hóa hay là Hà Nội là có cái việc trùng tu cái này đấy. Đấy có lẽ là tôi sẽ hướng cái góc hình ở một cái vị trí ra ngoài, vị trí thích hợp nhất để dừng cái video này. Khá là dài đấy. Vào thăm
cái viện bảo tàng lịch sử quốc gia. Đây, không gì bằng bằng góc hình này đấy các bạn này. Cái không gian kiến trúc độc đáo nhất là góc hình này đây các bạn. Đó. Bút lên trên cái trời xanh. Góc hình độc đáo nhất của Viện Viễn Đông Bắc Cổ. Đây là viện bảo tàng lịch sử. Và luôn chúc các bạn sức khỏe và an lành.